thưa quý vị, trên các nền tảng mạng xã hội, những quán cà phê được thiết kế tỉ mỉ từng góc nhỏ, những nhà hàng, quán ăn được xây dựng độc đáo hay là những ngôi nhà với công năng thông minh tiện lợi được đông đảo các bạn trẻ yêu thích đón nhận. Qua những bàn tay khối óc của các kiến trúc sư, những công trình xây dựng được thổi hồn và hiện đại, thông minh hơn rất nhiều. Ngành kiến trúc đã trở thành một trong những ngành nghề hấp dẫn của thời đại mới với nhiều tiềm năng phát triển, thu hút những bạn trẻ đam mê sáng tạo và có năng khiếu về nghệ thuật. Và trong phóng sự ngay sau đây, xin mời quý vị khán giả và các em cùng tìm hiểu về ngành kiến trúc tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Lên ý tưởng, dựng hình thiết kế 3D trên máy tính, định hình phong cách, phối màu, đó là một trong số rất nhiều môn học mà các bạn sinh viên của khoa kiến trúc trường Đại học Nguyễn Tất Thành được các thầy cô giảng viên hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức vừa mang tính chuyên môn, vừa là những đúc kết từ kinh nghiệm khi chính các giảng viên là những kiến trúc sư thiết kế nên hàng trăm công trình khác nhau. Khoa kiến trúc, nội thất, mỹ thuật, ứng dụng là một trong những khoa truyền thống của khối ngành kỹ thuật công nghệ thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Khoa hiện đang đào tạo ngành kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa. Với định hướng ứng dụng và thực hành, các sinh viên sẽ có kiến thức về kỹ thuật, mỹ thuật, tổ chức và quản lý xây dựng các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp, có kỹ năng, thái độ tốt để làm việc hiệu quả trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kiến trúc là ngành học dành cho những bạn trẻ đam mê sáng tạo, yêu mỹ thuật và có đôi mắt đầy nghệ thuật. Tỉ mỉ, cẩn thận, trau chuốt, sáng tạo và ưa khám phá, đó chính là những tố chất để một sinh viên có thể học tốt ngành kiến trúc, thiết kế nội thất và thiết kế đồ họa. Ngày nay trên khắp các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, hàng ngày đều có những công trình quán ăn, nhà hàng, khách sạn từ quy mô đến bình dị, nhưng độc đáo và được thiết kế xây dựng thông minh, hiện đại, được đăng tải và thu hút hàng trăm ngàn lượt quan tâm, ghé thăm từ các bạn trẻ. Và đây cũng chính là sự phát triển của ngành kiến trúc với những phong cách trẻ trung đầy hơi thở của thế hệ năng động Gen Z. Ngành kiến trúc sẽ là nơi nuôi dưỡng, đưa đến những cơ hội phát triển bản thân cho những kiến trúc sư tương lai tài năng, không chỉ ở Việt Nam, mà những bạn trẻ được đào tạo bài bản này sẽ còn vươn xa hơn khi có những sản phẩm tầm quốc tế.